em đi cứ nhắm luôn đi. Cảm giác mạnh mà đi. Thích cảm giác mạnh mà đi sợ à? Đứng dậy, em đứng dậy thì nó không sợ đâu. Bụi. Không bụi, đứng dậy không bụi. Em phải nắm chắc cái này không? Một tiếng một tiếng. Batu, vai cần trường giúp em. Mọi người nhìn quả dốc này, nhìn quả dốc này, sợi, nhìn quả dốc này là mọi người nhìn thấy này. Ok. Và sau một hành trình Hải Phòng đâm đầu vào đít của Đạt Villa thì u đầu rồi thì bây giờ đang đi ra gần đến biển rồi. Đây là rừng thông luôn. Rừng thông đây rồi. Đây. Rừng thông. Đi nào. Phi lao hay thông? Phi lao. Hả? Rừng này người ta gọi là rừng phi lao. Phi lao hay thông? Ai đi ra biển cho rừng thông. Đây rừng thông đây mà này. Quả thông nào ở đây? Hả? Đây là cây phi lao. Cây phi lao à? Vâng ạ. Đây là đường đi ra biển nha mọi người, sắp ra đến biển rồi. Người ta không chọn đường nó đẹp một tí mà người ta cứ chọn đè đường xấu người ta đi nhỉ? Thì đường này là đường để đi xe này mà nị. Xe này chỉ sinh ra để đi đường này thôi. Đi đường đẹp nó không đúng. Đi đường đẹp nó không đúng với cả cái xe này. Phong nói gì đi Phong? Em mặt cắt không còn giọt máu nên nói gì. Ừ. Mặt cắt không còn giọt máu nên nói gì. Đi ra biển vậy mặt cắt không còn giọt máu. Cửa nhìn đồng em mình chán thế. Nào. Sợ xe nó lật đến nơi rồi. Lật ra được. Nhưng mày nhìn anh có đen đi chị nào? Đen đã là trưởng. Đen máy trưởng luôn à? Thế rồi, chuyển hồng đó. Anh Giang từ 10 giờ trưa cho đến tận bây giờ là 1 giờ chiều rồi, anh biết anh phơi nắng mấy tiếng rồi không? Mấy tiếng? 3 tiếng rồi. Bao nhiêu ngày tháng lúa nhỉ? Lúa phơi tầm buổi trưa là khô nên người phơi rất là héo. Đi đi vô. Đi rất là nhẹ nhàng. Nhẹ thôi nha. Happy happy anh. Đấy, Slow. Thôi đi ra biển thôi cả nhà mình ơi. Ra biển em lại có một cái trò này cho Hải Phòng chơi tiếp. Rào lại đảo drift vài vòng nữa đấy. Lại đầu kia drift vài vòng nữa đấy. Lại drift đi. Bẩn quá. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating.
breathing, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Là chắc tôi chỉ là không phải là riêng ở Việt Nam đâu mà ở đây cũng có xiên bẩn luôn. Đấy. Sợ có ăn rồi. Chả chả cá. Hải Phong. Hải Phong không thích. Hải Phong thích ăn súp cả. Hải Phong không thích. Hải Phong thích minum. Ở đây là cá. Minum itu itu si bảo ăn thôi. Satu, ok. Ya satu. Apa? Es jeruk. Es jeruk, ya. Es jeruk satu. Mas. Con này con gì đấy? Con cua bé à? Không. Con này con gì nhỉ? Nó như kiểu con tôm ấy, con tôm tít ấy. Một ít cái này đi. Đưa tiền đây để anh trả tiền luôn, họ sẽ hiểu. Bảo Vi vợ của anh mua đi. Không, anh tự mua. Không không, trông tự mua. Này mua tôm to này. Mua tôm to này ăn này anh này. Mua tôm to này ăn này. Mua mỗi thứ một tí nhỉ? À. Đâu đây 10.000 này. 10.000 là được lần này nhá mọi người nhá. À hợp lý. Đây là kiểu như con bọ ấy. Con bọ biển ấy. Không. Anh ăn hay vết anh ạ? Ăn hay vết. Hay vết à? Ừ. Thì ăn thử coi ấy thì mình mua tối về khách sạn mình ăn. Thôi, ăn thử đấy rồi. Vậy thì khách sạn không ngon nữa đâu anh ạ. Có mua tôm này về tối ăn gì tôm không? Không đấy. Ăn có ngon đâu mà. Ăn mì tôm không ngon đâu. Ăn ở đây thôi. À. Tối ăn mì tôm mình mua tôm khác thôi. Điểm gì này. Cứ một hộp này là 10.000. Ừ. 10.000 một hộp à? Ok thế thôi anh ạ. Em nghĩ là thế thôi. Anh nghĩ là chỉ thế là đủ rồi. Ăn vui vui vậy thôi. Nhưng mà sao không làm lại cho nó nóng à? Người ta có không làm cho nóng đâu mà chỉ có thế thôi. Má, có. Ôi chị đây rồi. Ok, mình đi ok. Năm à? Năm à? Durun. Durun. Makasih ya. Con này không biết là con gì. Nhưng mà nhìn giống con bọ. Bọ biển. Đây mọi người này. Ở đây nó có cái chân. Ở đây nó có kiểu như là vỏ, như vỏ tôm ấy. Chấm tương ớt. Rất giòn. Rất ngậy. Một tội hơi nhiều ruồi. Ăn nó giống như kiểu là ăn cái dế mèn răng ấy. Ăn dế mèn răng rồi đấy rồi. Nhưng mà cái này nó ăn nói chung là ăn hay đúng không? Nói chung là nó chiên giòn nên ăn giòn thôi. Bên ta ăn giờ nó có phèn. Những món này vừa với ai mà đam mê cái bộ bột bia là rượu. Rượu thì bình thường nhưng mà bia hợp hơn. Bia hợp. Nóng à?
Đây con bọ biển. Ăn không? Thử không? Ngon. Thế đâu? Thôi mình Không. Mình tự pha nước mình uống luôn. Không để nó pha nước nóng không? Thì để cho nó tan đường đấy. À thế ạ? Bên kia, bên kia, bên kia. Để cho nó tan đường. Mình khoáng cho nó tan đường đã. Đấy. Thì nó tan được đường đúng không? Có thể cà xỉ e. Dạ đẹp biết ai. Itu kasih kasir mumpung di pantai. Oh iya. Okay. Okay. Đấy, làm một cốc nước chanh ngon luôn. Sắp chó tàn, sắp chó tàn. Tiếp bè, tô. Không hút nữa. Đấy, à. À, xích. Đi anh em mình ra tự uống. Và bây giờ là anh em mình sẽ tự thưởng thức gọi là thành quả sau một thời gian pha chế của mình. Đạt bartender. Đứt đôi người luôn à? Nào. Test đi. Nào. Vừa không hết. Vừa đây. Không thể bảo là hai anh em mình ngồi kèm thêm đấy. Để cho mọi người test. Lé thử không? Một chút lé. Ngon không? Ngon không? Đi về hả? Dạ, dạ, dạ. Đi về à? Đi về đúng không? Bác mang tô. Đấy. Thì đi chơi thì giữa trưa nắng. Giữa trưa nắng thì đi phơi nắng. Xong là bây giờ mát rồi thì ta đi về. Ayo mine cái gì? Mù lệ. Ayo mù lệ. Trưa nắng cho mình đi phơi. Đi gọi là hóng. Bây giờ mát rồi thì đi về. Mười. Ngày mai đi chơi nhá. Đi bây giờ. Này không nắng. Nắng ngày mai nhá. Đi nhá. Có mọi người nhiều. Nay đi về mấy giờ? Hôm nay tại sao hôm nay đi chơi không bây giờ? Nắng mà good. Good cái gì đen good. À tôi muốn lên. Chuyến đi lần này kết thúc. Giờ đi về đã. Về đi ngủ. Thế bây giờ về mình làm gì nhỉ? Giờ về tắm phát á. Ờ. Rồi.
thôi tính sau đi.